lắm một cá. Ui cái chai nữa. Wow. Giờ mình ghề vô cái thùng luôn nha cả nhà. Ủa, để nó dữ nè, đi không? Ok, được xin chào tất cả các chú anh chị nha. Thì đầu video được xin chúc cả nhà mình có một buổi xem video của được thật là nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay được tiếp tục đi thăm lờ cá nha cả nhà. Chút xíu trên đường thăm thì được sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Mình mở một tay vô. Rồi, đi thôi. Rồi, mình tới cái lò đầu tiên. Đó, có cái này. Ồ, có phi nữa. Là mình mới trước cũng được con cá phi đầu tiên hôm nay cũng vậy. Cá phi mình bắt cá phi cái nhỏ mình để lại. Cái sạch không? Cái là này nhiều cái sạch quá mình đổ rồi nha. Cái này nó tới nửa ký. Tục với cái lò nó nha cái nhà. Tới cái lợ luôn. Vừa thấy sát bên. Cái hì hì hì. Ôi có cá cả nhà. Cái gì đây? Lóc. Quá im nha. Được 2 em cá lóc. 3 em luôn chứ. 3 em luôn cả nhà ơi. Ồ. Phải ít gì cũng phải dĩ chứ. Có em này mập tí. Con này mập này cả nha. Mưa hỉ 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 rồi.
tới cái lợn. Lợn này sao cá phi chết dữ vậy? Ôi ôi chết trắng luôn cả nhà ơi. Okay. Cá phi luôn. Phi mà chết ha, giờ đổ bỏ luôn. Tiếp tục cua phi chích queo nữa. Rồi con có rô đồng kìa bác. Cái này chích nhiều dữ đây. Biết có ai xăm không, thấy nó khác thường nè cái này. Cái này có cá gì không, sao thấy nó khác thường chứ. Ui wow, quá trời luôn cái nhà ơi. Wow, một con cá lóc cỡ nửa kilo nha. Em ru luôn. Quá đã. Nhiều lắm một cá. Ui cái chai nữa. Wow. Giờ mình ghề vô cái thùng luôn nha cả nhà. Ủa, để nó dữ nè, đi không? Nó ghề vô liền mới được chứ để nó bay ra lỗ. Vô đây là hết bay nè em. Chiếu về được sẽ đổ ra cho cô chú anh chị cùng xem nha chứ. Giờ cầm mà ghề ghề con cá bự quá, nó rất ổn á. Bữa giờ lâu lắm rồi mới giết được con bự á. Bự cái nửa kilo ạ. Nói chung cái lỗ ngon quá. Cái này mình không thấy động tĩnh gì hết. Có con cá nữa cả nhà. Wow wow, có cá gì bự nè. Wow wow, dữ lắm rồi. Ôi trời, cá phi bốn con ấy. Có đã bốn con nào luôn, nái nái con này cả nhà. Wow, con nào nấy bà lớn không? Lại không thấy rung rinh chứ, tính đầu là không có cá ai nha. Quá đã, cái bự không nha. Bây giờ được sẽ tiếp tục đặt lại chỗ này nha cái nha. Ngon lành. Cái lờ nha cái nha. Con lóc cứng. Tiếp tục mình đặt lại cái nha. Thấy cái lợn của mình cái này. Ủa, này đặt ở ngoài khơi luôn, không biết có gì luôn đây.
Ồ, cái sạc quá trời, cái sạc luôn. Như đây một con lóc này, này. Con 200g. Cái lờ nữa nha cái nè, chắc hết lờ xíu là được về được sẽ đổ ra cho cô chú anh chị cùng xem nha. Đó, cái ốc cái này giờ thì được sẽ bắt ốc ra dục nha, cái sạch thì mình bắt đem về luôn. Hôm nay cá sạch khá là nhiều. Ốc quá trời. Đổ ra cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Quá sạch luôn. Ui. Bữa nữa. Wow. Cái sạch không rồi cả nhà. Lóc được có mấy con à. Cái sạch bữa nay nhiều nha. 3 kg cái sạch. Mấy cái lóc bự. Thôi bây giờ cái video vlog tới đây kết thúc luôn cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo nha. Hôm nay toàn cá gô. Gô sạch. Thấy cái sao em? Lựa mấy cái lóc ra coi. Mấy cái lóc cũng ngon, ngon. Được một em cá khá to. Con này nửa ký á cả nhà. Bây giờ để được căng cho cô chú anh chị cùng xem luôn nha. À, nửa ký đúng luôn. Quá im nha. Phải được chừng 3-4 con gì cũng đỡ. Con một. Cá hôm nay cá Huy chết nhiều quá. Nay mình được có chừng ký cá Huy nữa.